Hey, chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào mẫu clip thứ 16 trong chuỗi này nhá, được phan được ba. Hôm nay thầy định dạy mọi người về cái gì này á? Nay có một vài mẫu câu trong cây hoa xuất hiện trong hội thoại hàng ngày, đúng không? Đó là gì nhỉ? Nakya, nakcha, unzanai, zanai, zanai. Hay là unzanai ka to omo. Hay là no dewa nai daro ka to omo. Thì chắc hẳn với bạn nào mà đang ở Nhật đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là những cái mẫu này rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Và nghe người Nhật nói rất nhiều. Thì hóa ra mình biết là N3 cũng rất là thân thuộc với cuộc sống hàng ngày đúng không thầy? Đơn giản thôi. Thì chúng ta bắt đầu nhá. Ok, chào ikimashou. Hey, mẫu câu thứ nhất đó là dewa ikimasen. Dewa ikimasen. Thì với những bạn à, không biết mọi người có thấy quen không nhỉ? Là... đây là hai mẫu rất là quen thuộc trong Minna no Nihongo đúng không ạ? Ve te wa ikemasen hay de wa ikemasen chúng ta dịch là không được làm cái gì đó, và khi nói ngắn gọn sẽ là te wa ikenai, de wa ikenai. Và sang mẫu của ngày hôm nay tức là sang N3 thì chúng ta có thể nói ngắn gọn hơn nữa là cha à te wa ikenai sẽ thành cha ikenai, và de wa ikenai sẽ thành ja ikenai. Hãy chú bôi đỏ đây các bạn để ý nhá. Te wa sẽ biến thành cha và de wa sẽ biến thành ja. はい、じゃあ、ビデオ見ようね。1番ですね。はい。はい。皆さん、そろそろ試験でしょ?遊んじゃいけない。 Mọi người, sắp đến ngày thi đến nơi rồi, đừng có chơi nữa, không được chơi đâu nhá. じゃあ、2番ですね。はい、2番。例えばね、ここはトイレです。トイレですね。はい。女のトイレ。ね、ダメよ。何ですか?何をしてるの?もう、あそこに入っちゃいけないですよ。 本当ですか?そう。すいません。はい、3番。3番ですね。水。じゃあ、水バージョン。先生、この水飲んじゃいけないよ。そう。うん。うん、いや、じゃあ、ね、こういうのがもう、うん、なくないね。バジャーね。汚いね。ですね。バカ、水、ボン。ボンは、ここに、触っちゃいけない。ここに?触っちゃった。触っちゃった。ほんで、サーバーだい。うん。で、てん。な、もう、トイレ、同じじゃ。 じゃいけないはじゃいけないにちゃんは、ちゃダメはじゃダメ. Từ ダメ trong trường hợp này sẽ bằng với cái ikemasen ですね. Thực ra đây là cách nói rất là nhẹ nhàng hơn đúng không? Không được cái gì đó, không phải cấm đoán, đừng có mà đúng không? Giả dụ hai người mà đang đi chơi với nhau đúng không? Tự nhiên thấy con bé nào xinh xinh à. Nè. Hai. Ano ko mi cha dame yo. Demo kawaii. Okochou yo. Hai. Đừng có nhìn con bé nhá. はい、2番。はい。2番でね。先生。はい。あそこに触っちゃダメですよ。本当?うん、危ないから。今度触れるよね、こにゃ。はい。3番。3番。3番ですね。先生。はい。それは秘密だから他の人に言っちゃダメ。タイプの味にも言えない。内向愛でいら秘密ね、なら、誰かと話さない。うん。じゃあ4番。はい。 Nè, đừng có làm những cái điều xấu xa. Ok. Nakereba naranai. Thứ hai đó là phải. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Ngày xưa mình học rất là dài, tôi phải làm cái gì đó, chúng ta phải làm cái gì đó. Nakereba narimasen, nakereba naranai. Thế nhưng mà trời ơi, sao mà ngữ pháp được bao tiện thế hả thầy ơi? Nakereba bây giờ chỉ nói narimasen thì chỉ nói là nakke. Thế là xong. Ừ, nè. Còn một kiểu nữa đó là gì ạ? Nakute wa ikemasen. Câu này trong mẫu này trong văn nói người Nhật người ta cũng sử dụng rất là nhiều nhá. Và chúng ta dừng chúng... luôn là nakcha. So. Ok. Quá là ngắn nữa mọi người. Giống nhau nhớ chứ, không phải phân biệt gì cả. Cứ nói thật là nhiều vào. Hai. わかりますか? Hai. Okay. Mấy nhiều vào nhá. Ok, chúng ta đi vào ví dụ nhá. Hai, ichiban. Sensei. Hai. Mou, juji desu yo. Hai, kaeranakya. Ja, dozo. Thầy vừa nói gì nhỉ? Này cô ơi, 10 giờ mất rồi tôi phải về đây nhá. Cái đó là kẹo. Này, chân đi vào nè. Đi vào hả? Mô, ashita shiken ga aru kara benkyou shinakya. Hãy, gắng mắt tự kia sai. Cái này nghĩa là gì thầy? Cái này á, mai thi rồi, phải học thôi. Mai em thi rồi, phải học thôi nhá. Này, sao bạn? Mô, 6 giờ rồi, sen se. Wow, hông tơ ạ. Mô, kare shi wa soro soro kaeru. Hayaku yuhan wa tsukuranakusha. 本当? 本当? 作って
Rồi, chết rồi. Bọn trai em sắp về rồi. Em phải nấu cơm buổi tối ngay cho anh ấy. Né. Tiếp theo. Sao phải nấu cơm bọn trai nhỉ? Hãy. Ông nó có ý tại. Không có. Ông biểu hình cơ nó cơ chả. Giờ taxi ở dọn đi mà. Hãy, con em xin mời. Thầy làm sao mọi người? Đi. Để em giải thích đã. Thầy làm sao em ạ? Thầy kêu đau bụng quá, bây giờ phải đi bệnh viện ngay lập tức. Mình nói là gì nhỉ? Thôi để em đi gọi taxi nhá. Hãy. Tiếp theo. Đẩy phũ phàng. Hãy, cuối cùng. À, chúng ta sang mẫu số 3 đúng không? Là về janai và janai. Janai. Đây là một cái mẫu mình cũng rất thích nói trong tiếng Nhật nhé. Ví dụ, thật tuyệt vời đấy. Mà nó nghĩa là gì thế? Đó, nhìn ghi đây rồi, các bạn nhìn xem. Chẳng phải hay sao? Chẳng phải hay sao đúng không? ねえねえ、ゾン先生、この部屋はどう？いいんじゃない？ね、広くて安いですからね。ああ、本当だね。mấy câu này nó khá là dễ, mọi người có thể tự dịch cho mình nhá, cho chúng mình nhá. はい。いいよ、チェーンなの。はい。OK。じゃあ2番。あ、これ。ねえ、これって美味しいんじゃない？いえ、私の口に合わないよ。本当？じゃあ私食べる。ねえ、メールしてって言ったんじゃない？ごめん、忘れちゃった。Ngoài ra, thế con để ý nhé, ngoài ra gì nhỉ? Giờ nói này thì gì nhỉ? Trong phần nói nó biến thành giảng, giảng. Vậy nhé, rất đơn giản. Ví dụ câu đầu tiên đúng không? In giảng, hiruk te yasui desu kara ne. Hay là ni ba desu ne. À, kore te oishii jang. Oishii jang. De shou? Hai, ja 3 ban to ka. Ittan jang. Hai, gomen. Vậy nhé, giảng giảng nó nhiều. あるんじゃん。あったんじゃんですね。見たんじゃん。見たんじゃん。ね。彼女できたんじゃん。そうですね。彼女できたんじゃん。はい。はい。出てん。ウィコム。何時だ。運じゃないかと思う。運じゃないかと思う。だいぶもう一回。何でもないだろう。出ら、cách suy nghĩ của bản thân người nói rất là nhẹ nhàng đó nha. Các bạn để ý nhá. Ở bên trên,運じゃないかと思う。は、のではないだろうかと思う。thì ở đây này, 運ですね。運ね。Ừ thì nó gì nhỉ? Trong văn viết nó biến thành no, được đấy. Giờ này thì nó biến thành nếu là nay. Đào thì nó là một cách nói của đề sổ đấy nhé. Đặt ngắn của đề sổ đấy. Cả giống nhau. Này... rút ngắn lại không có gì đâu. Dịch như là các bạn để thấy này. Em thấy hình như là. Rất là nhẹ nhàng, đưa ra suy nghĩ của bản thân rất là nhẹ nhàng đúng không thầy nhỉ? Ichiban, ichiban. これから日本に留学する人々が増えるんじゃないかと思う。Em thấy hình như là có lẽ từ giờ trở đi số lượng người mà đi du học Nhật Bản, Việt Nam nhá. Tăng dần lên đây. Chắc là tăng dần lên đây. Nè. Hay là Nivas nè. Tăng dần đấy. Nó có kawaii so. Nè nè, Dung sensei tte mo kanojo ga dekitan janai ka to omou yo. So desu yo. Honto desu ka? Sabishi na. Câu vừa nãy là gì nhỉ? Tự nói đúng không? Này, hình như thầy Dũng vừa mới có người yêu hay sao á? Ok. Hãy. Giờ sang vào tôi sẽ đọc mà. Kotoshi no shiken wa kyōnen yori muzikashi janai ka to omoimasu. Câu này nghĩa gì thầy? Em thấy là hình như bài thi năm nay đúng không? Khó hơn năm ngoái thì phải. Vừa mới đi thi về đúng không? Hãy trả câu cuối cùng nhá. その report を書き直した方がいいのではないだろうかと思う。Tôi thấy là gì? Là gì đây nhỉ? Cái bài báo cáo đó nên viết lại một sửa lại một chút đi nhá. Nè. Hãy. Okay. Giờ overlap đã nè. Bài này đơn giản như thế thôi. Và bởi vì đây là một bài được áp dụng rất là, có thể nói rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nên mọi người cố gắng nhớ thật nhiều và vận dụng thật nhiều nhá. Vận dụng nhiều và hay. Nói sẽ hay hơn. Hay. Hay. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào trong các clip phía sau. Hay. Chào bye, okay. Bye bye. Bye. Nè nè. Hasta yozi あるんでしょ?